theo khảo sát mới nhất từ nhà tư vấn và tuyển dụng nhân sự jobstreet com thì mức lương không còn hấp dẫn đã làm cho nghề ngân hàng không còn sức hút như trước đây đối với đông đảo người lao động sau một giai đoạn nghề ngân hàng là ước mơ của nhiều người vì lương cao, thưởng lớn, khảo sát mới được Jobstreet Street công bố đang cho thấy, có đến 2 phần 3 số nhân viên ngân hàng nói chỉ nhận lương dưới 10 triệu đồng mỗi tháng. Điều này khiến không ít người lao động tại đây đang có ý định tìm kiếm công việc khác. Định hướng phát triển sự nghiệp cũng là lý do khiến nhân sự cân nhắc rời bỏ ngành ngân hàng. Trong đó, có quá nửa số nhân viên ngân hàng tham gia khảo sát nói rằng cảm thấy thiếu cơ hội phát triển và khó đạt tới vị trí mong muốn. Thực tế, tuyển dụng tại jobstreet.com cũng cho thấy nguồn cung nhân lực cho ngành tài chính ngân hàng đang có xu hướng giảm khi số lượng đơn ứng tuyển trung bình cho một vị trí tại ngân hàng năm nay giảm mức 36% so với năm ngoái.